có một nhiệm vụ rất đơn giản cho bạn. Nấu một món trứng. Có gì là khó? Quá là dễ luôn. Đây sẽ là kiệt tác của tớ. Bà ơi, đừng ngủ nữa. Thử thách bắt đầu rồi. Cần phải nấu thôi. Trứng sao? Cảm ơn cháu. Sao? Đến lúc bắt đầu rồi. Mary, mình cũng cần dầu. Tất nhiên rồi, trứng không có dầu là gì chứ. Nhưng mà tại sao lại đổ ra không được? Trời ạ, cái gì đây? Cái chai dở hơi này nữa. Ôi. Thôi được rồi, không có quá nhiều dầu được. Thế bây giờ chúng ta cần trứng. Phải làm đập vỡ vào chảo. Mọi thứ rất là đơn giản. Con đồng ý, không có gì dễ dàng hơn. Kìa. Kìa. Oops. Như vậy đấy. Sắp được rồi. Ôi, đồ hậu đậu. Tớ chắc chắn có thể đánh bại họ rồi. Nấu ăn trong máu của mình mà. Trứng thì lại quá dễ dàng. Hãy để tớ làm điều gì đó vui nhộn hơn nhá. Đầu tiên cần phải tách lòng đỏ và lòng trắng ra. Sau đó mình sẽ lấy cái đánh máy để đánh đều lòng trắng lên. Và mình sẽ có được cái bọt. Tại sao Mary lại làm điều này? Con không hiểu. Đấy, tuyệt lắm. Bây giờ bạn cần phải đánh đều lòng đỏ lên và đổ vào chảo. Hãy nhìn và học hỏi đi. Ôi, chúng này lạ quá. Tại sao cần phải tách ra vậy? Bởi vì cách này có thể biến món trứng thành một món ngon hơn. Hãy nhìn món ăn của mình trông quyền quý làm sao. Trông rất là tuyệt vời. Trông cũng được đấy. Nhưng mà mình như thế này là thấy đùa rồi. Cần muối và hạt tiêu làm món trứng ngon hơn. Thế em sao vậy? Nóng quá, tại sao nó lại rít lên vậy? Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Kêu tớ với, nó muốn giết tớ. Có lẽ bạn nên tắt bếp đi. Cháy hết rồi kia kìa. Không, không phải. Đây là tớ nghĩ ra vậy. Hơn nữa, tớ có thể dễ dàng cho thêm hương vị bằng một vài giọt kem đánh bông tuyệt vời. Như này này. Ừ, trông đẹp đúng không? Bà cũng đã sẵn sàng rồi. Mary, em làm một cái gì đó rất là bất thường. Trông rất là thú vị khi chạm vào nó. Bỏ tay ra. Trên thực tế đó là một món rất là ngon. Kết, bây giờ con phải chọn thôi. Con còn không biết bắt đầu từ đâu. Món trứng đen với kem trắng ở trên đó là gì vậy? Mình thậm chí còn không thể cắt được nó ra. Còn trứng ở giữa trông rất đẹp và ngon miệng. Bây giờ chỉ cần thử nó thôi. Ôi, ngon thật đấy. Đây chính xác là những gì mình muốn. Mình không biết món thứ ba là món gì nhỏ. Trông rất là lạ. Thôi được rồi, thử vậy. Không vì tạm được. Nhưng mà tớ vẫn thích món trứng ở giữa nhất. Nhưng mà rất là ngon luôn ý. Bà ơi, bà thắng rồi. Con rất yêu bà. Ôi, bà thắng rồi. Bà thắng rồi. Trong vòng này, bạn cần phải làm hài lòng tớ với một chiếc bánh mì kẹp thịt. Trời, lại dễ dàng. Ôi, mình không biết gì về chúng. Tớ rất thích bánh mì kẹp thịt. Làm nào để không tự mình ăn nhỏ. Đã đến lúc bắt đầu rồi. Thôi được rồi, chuẩn bị cho chiến thắng thôi. Đây nhớ cà chua của bà. Không được lấy đâu. Bà sẽ làm cho cháu gái một chiếc burger rất là tốt cho sức khỏe.
Ôi, mình không cần thịt đâu. Các cháu có biết là thịt hại như thế nào không? Không tệ hơn bà đâu. Quan trọng nhất, phải nấu ăn bằng yêu thương. Khi đó chiếc bánh mì của mình sẽ không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn rất ngon miệng nữa. Đặt cà chua lên trên, dưa chuột nữa. Và xong rồi. Đây, đây là rất tốt cho sức khỏe, không phải thứ của các cháu. Ngay cả những con dê trong đồng không sang ăn nhiều rau như vậy đâu. Và bà muốn cho cháu gái mình ăn cái này. Ôi, burger là gì nếu không có thịt chứ? Đây là điều quan trọng nhất. Nhưng mà đừng có quên phô mai và cả nước sốt nữa. Đẹp chưa? Mình nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi. Anh tay ngu ngốc, anh nghĩ ra ý tưởng cho chúng vào bánh mì vậy? Trời ạ, không nấu gì đâu. Đừng buồn, hãy ăn ít một sô-cô-la đi. Sô-cô-la? Chính xác, đây là một ý tưởng rất hay. Tại sao phải nấu một chiếc bánh burger thông thường khi có thể làm nó từ vị ngọt như sô-cô-la vậy? Trông rất là tuyệt đấy. Bây giờ chỉ còn cho thêm sô-cô-la vào bên trong thôi. Rồi, chắc chắn Kate sẽ rất thích đấy. Ôi, chiếc bánh burger tuyệt vời hơn bạn chưa thấy đâu. Và thêm nước sốt siro sô-cô-la nữa để cho chiếc bánh burger trông thật là ngon. Tuyệt. Wow, tớ chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc bánh burger sô-cô-la bao giờ. Tớ nghĩ nó sẽ rất là ngon đây. Tớ rất là vui mừng. Hãy xem chúng ta có gì tiếp theo nhé. Chờ đã, thịt đâu rồi? Tớ là con dê cho bạn sao? Hương vị quá là tốt cho sức khỏe. Chiếc bánh burger này không tạo ra cho những cảm xúc đặc biệt. Còn lại ứng cử viên thứ 3, chiếc bánh mì này trông ngầu hơn rất nhiều. Ngon làm sao. Điều tuyệt vời nhất cho bữa trưa thịnh soạn. Nhưng mà chọn bánh mì nào bây giờ, ngọt hay mặn? Không, có lẽ là ngọt tớ vẫn thích hơn. Nó trông độc đáo hơn. Yeah, tớ thắng rồi. Lần này chúng ta sẽ nấu món gì đây? Mình muốn ăn bánh pancake, lâu rồi chưa được ăn chúng rồi. Mình sẽ cho bạn thấy pancake tuyệt vời. Bạn sẽ thua thôi. Nhưng tôi không biết làm chúng, phải làm thế nào bây giờ? Nào, bắt đầu thôi. Cơ hội duy nhất của tớ là xem những người khác nấu như thế nào. Rõ ràng cần phải bắt đầu với sữa. Đã đến lúc cho thêm trứng vào rồi. Bây giờ cho thêm bột mì và lắc đều mọi thứ lên. Và tớ nói điều này đề phòng thôi, đột nhiên bà quên thì sao? Ôi con yêu, bà không bao giờ quên cái gì đâu. Và mình không cần cái máy điện này đâu. Tớ nên làm gì bây giờ? Có vẻ như mình phải dùng cái dĩa rồi. Thôi được rồi, có còn hơn là không có gì. Ôi, thành cái gì thế này? Tết. Xem và học hỏi đi. Ba pancake của bà là ngon nhất. Ôi đẹp thật đấy. Tôi nghĩ nó sẽ rất là ngon. Bánh rất là vàng. Quá là tuyệt vời luôn. Mary, con đang làm gì vậy? Con muốn bánh kép trông rất là bắt mắt. Nếu chúng có màu tươi sáng thì chúng sẽ để lại ấn tượng dễ chịu hơn nhiều. Thôi, vội làm bà thất vọng đấy. Bà đã thua rồi. Và nếu những chiếc bánh kép có hình dạng khác thường nữa, mình chắc chắn là một thiên tài rồi. Ôi, thật là tuyệt vời. Mình sẽ không chỉ làm những hình hài lạ. Mình sẽ vẽ bức tranh Kate. Mình nghĩ bạn ấy sẽ rất là thích luôn. Làm
gì bây giờ? Thật ra tớ không có gì sẵn sàng cả. Có thể nếu mà ném hôn này vào chảo mọi thứ sẽ làm được. Kit, trông đẹp chưa? Thôi, hãy xem clip của bà đi. Ê, cái gì cháy vậy? Trời ơi, đó là bánh của mình. Ôi không, cháy mất rồi. Ôi, hồi quá. Ôi, mình cũng xong rồi. Tất cả bánh kép này trông rất tuyệt. Nhưng trước tiên mình muốn thử cái này đẹp lắm ý. Có vẻ như cô gái này rất giống mình. Mình chưa bao giờ nhìn thấy chân dung riêng của mình trên một chiếc bánh. Ồ, bánh cũng rất là có vị tuyệt vời. Ôi, tuyệt thật đấy. Còn cái cục cháy này trông không ngon chút nào cả. Not. Có lẽ mình sẽ không thử nó đâu. Chỉ còn thử bánh kép từ đĩa thứ ba thôi. Ồ, ngon thật đấy. Đây chắc chắn là chiếc bánh kép ngon nhất từ trước đến nay. Bà ơi, bà lại thắng rồi. Tuyệt quá. Ôi, bà biết ngay mà. Cháu gái cháu thật là tuyệt vời. Thôi, bây giờ mình sẽ cho bạn thấy. Này, dừng lại. Chúng ta sẽ bắt đầu với đơn giản. Vòng đầu tiên là bánh kép ngon này. Bánh kép sao? Điều này bà có thể làm được. Bà đã nấu rất nhiều bánh kép trong đời. Và nhớ thuộc lòng công thức luôn. Trước tiên, cần trộn bột mì với sữa. Sau đó thì phải đập trứng vào. Đấy, như thế này. Giác, cháu còn chờ đợi gì nữa? Bắt trước bà đi. Ừ, bà nhắc lại như thế nào nhở? Cháu có một cái bát sâu. Rồi bây giờ cháu cho bột vào. Ôi, chắc là càng nhiều càng tốt mà. Ôi, trời ạ, à, không dễ đối phó với bột mì. Tiếp theo là trứng. Ôi, cũng cần phải cẩn thận chứ. Và đừng quên sữa nữa nhá. Ồ, wow. Trời ạ, bà ơi, bà có cả bột rồi kìa, trông ngon thế. Tất nhiên rồi, bà sắp làm bánh kép xong rồi. Ôi trời ơi, mình đang làm gì vậy? Ôi, tất cả lỗi của bà đấy, cháu bị phân tâm vì bà đã vô tình làm đổ bột rồi. Nhưng không sao, cháu nghĩ chắc là cháu đánh nó lên là được. Cháu nghĩ ổn rồi đấy. Ôi, trời ạ, cái này bị kẹt rồi, bỏ ra đi. Ồ, thế còn cái này đâu rồi? Ôi không. Trời ơi, bỏ ra kiểu gì bây giờ? Ôi, bây giờ nó ở trong này rồi. Ôi, Giác. Trời ạ, à, không làm được bánh kép từ chảo đâu. Còn bây giờ thì bà đang làm bánh kép ngon nhất rồi. Bà không có đối thủ đâu. Cháu hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Ôi, quá đẹp luôn. Và tất nhiên là những cái bánh pancake này cần thêm cả siro nữa. Như này chúng còn ngon hơn. Tất nhiên là thêm một miếng bơ nữa. Thôi, của bà làm cũng tốt đấy, nhưng mà quá nhàm chán. Tại sao không làm bánh kép nhiều màu sắc hơn nhỉ? Như vậy thì thú vị hơn rất là nhiều đấy. Đẹp quá. Đấy, xong rồi. Bây giờ thì có thể bật bếp lên. Ôi, bánh kép của cháu sẽ là các nhân vật nổi tiếng. Vì vậy chúng sẽ ngon. Và tất nhiên là rất là đáng nhớ rồi. Ôi trời ạ, đẹp quá. Bây giờ thì xoay nó. Dán một ít từ phần sau nữa. Và để chúng lên đĩa. Ôi trời ạ, tất cả mọi người đã làm những cái bánh pancake rất là đẹp rồi. Mình phải làm gì bây giờ? Chính xác, tại sao cần mình làm bánh kép từ bột khi làm cái sẵn rồi nhở? Ví dụ như là những lát bánh mì này này. Đấy. Và để chúng còn ngon hơn, mình sẽ cho kem đánh bông lên. Mình chắc chắn rằng là kem đánh bông làm mọi món ngon hơn. Đấy, cái của mình đã gần như sẵn sàng rồi. Bây giờ nốt cuối cùng, cho thêm topping lên trên.
quá là đẹp luôn. Kate, đến lúc phải chọn người chiến thắng rồi. Oh wow, mình không ngờ lại có nhiều bánh kem như vậy. Hãy bắt đầu với cô Jack nhá. Hy vọng bánh kem của cậu ấy không làm mình thất vọng. Ôi trời à, cái này trông lạ thế nhở. Còn kem với cả topping thì mình rất là thích. Ừ, tất nhiên là topping ngon nhất rồi. Bây giờ tiếp theo là gì? Đây là những cái gì? Con này là con gì? Rất là độc đáo, nhưng mà có ngon hay không? Ồ, mình rất là thích chúng đấy chứ. Lần này rất là cố gắng vì mình đấy. Tuyệt quá, bây giờ vẫn còn người cuối cùng nữa. Bà ơi, bà đừng làm con thất vọng. Ôi, ngon quá. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, quá là ngon luôn ý. Bà ơi, bà biết làm món bánh pancake ngon nhất thế giới. Bà chiến thắng rồi nhá. Ôi, bà biết ngay mà. Đừng buồn, ngày nào đó mọi người cũng sẽ chiến thắng thôi. Mọi người sẵn sàng chưa? Vậy thì cho vòng thứ hai nhá. Bây giờ thì mình muốn sô-cô-la nóng. Sẽ được thực hiện. Ôi, dễ dàng. Trong khi mọi người đang nói chuyện, với tư cách là người thông minh nhất, mình sẽ thưởng thức Nutella. Jack, cháu không thấy xấu hổ sao? Bà cần làm Nutella này để làm sô-cô-la nóng cho Kate. Bà cũng có kế hoạch để giành chiến thắng cho vòng này. Và để làm được điều này, bà cần khuấy Nutella với cả sữa. Sau đó, cho nó lên lửa. Và tất nhiên là khuấy thật là đều. Mùi rất là ngon. Ồ, đúng rồi, mùi rất là thơm đấy. Đến lúc mình cũng phải bắt đầu rồi. Nhưng mà sữa không mở được. Trời ơi, nào. Ôi trời ơi. Ôi, bây giờ người mình đầy sữa rồi. Ôi, để thắng, mình sẽ cần thêm một chút nữa. Ừ, mình sẽ dùng sô-cô-la yêu thích của mình. Và mình sẽ tan chảy nó như thế này. Sau đó mình sẽ bật lên. Ôi, hãy xem vào khỏi đi. Sô-cô-la nóng là điều của quá khứ rồi. Ngày nay sô-cô-la được bán riêng vì nó như thế trông đẹp mắt hơn rất là nhiều. Và ngon hơn rất là nhiều nữa chứ. Nào, bây giờ lấy sô-cô-la và đổ vào trong cái khuôn như thế này. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái nửa hình tròn. Đấy, như thế này. Bên trong mình sẽ cho cacao vào đó. Và tất nhiên là marshmallow nữa. Và bây giờ mình sẽ đóng nó vào như thế này. Voila. Và ở trên mình sẽ cho thêm cả những cái sô-cô-la trang trí như thế này này. Trông quá là hoàn hảo. Bây giờ có thể rót sữa nóng vào trong ly rồi. Đấy, chỉ cần thêm ném một quả bóng vào là đủ và nó sẽ trở thành sô-cô-la. Ôi trời ạ, quá là chán. Cháu gái của bà thích những thứ này. Đây, cacao với cả bánh quy thì rất là tuyệt vời. Ôi, mùi gì vậy? Rác của cháu cháy hết rồi kìa. Ôi, mình sẽ tắt bếp ngay bây giờ. Tại sao sô-cô-la nó lại không chảy ra? Trời ạ, mình không làm được cái gì cả. Oh, wow. Trời ạ, mình sẽ phải để lại như vậy thôi. Nào, nào, nào. Rác, cái này là cái gì nữa đây? Trời ạ, đây không giống sô-cô-la một chút nào. Thôi được rồi, mình sẽ thử. Ôi, đây chỉ là sô-cô-la thôi. Như này không được đâu. Mình sẽ xem bà đang làm món gì nhá. Trời ạ. Ôi, sô-cô-la làm ở nhà lại còn với bánh nữa chứ. Ngon quá. Bây giờ chỉ cần thử cái này nữa mà đầu bếp China đã làm. Cái này trông thú vị hơn tất cả những thứ còn lại đấy. Ồ, hình như là mình hiểu rồi. Cái bóng này phải cho vào trong sữa như thế này này. Oh, wow, trời ạ, đây là một cái ảo thuật nào đó. Ôi, có thật là nó thành sữa sô-cô-la rồi sao? Thử nhớ. Trời ạ, cái này ngon thật đấy. Người chiến thắng này chắc chắn là rõ ràng là China rồi. Ôi, tất nhiên rồi. Sau tất cả, mình là người chuyên nghiệp à? Bây giờ, mình muốn ăn bánh rất là to và ngon. Ôi, mình có thể làm điều này. Ôi, dễ dàng, anh có thể làm được. Thật là tốt khi bà nội biết mọi sự ngon miệng của cháu gái mình. Bà có thể chính xác làm món mà bánh Kate rất là yêu thích. Và bà sẽ làm nó thành hình trái tim để nói với cháu rằng là bà rất là yêu cháu.
Đấy, trông rất là đáng yêu đúng không? Bây giờ thì cần cho thật là nhiều kem vào trong đó. Và nhiều kem thì sẽ là càng tốt. Vì vậy, kem bà sẽ cho rất là nhiều. Còn bây giờ, bà sẽ lấy cái này và quẹt nó ra. Sẵn sàng rồi. Ôi, kem này ngon thật đấy. Bây giờ thì đến lúc phải trang trí rồi. Và ai cũng biết rằng trang trí tốt nhất là hoa quả ngon. Bà sẽ bỏ những cái lá không cần và cho nó vào đây. Đấy, cái này sẽ làm cho bánh rất là ngon và rất là đẹp. Ôi, sao các cháu có thích không? Thôi, trông thật là bình thường. Bây giờ sẽ chỉ cho mọi người cách làm chiếc bánh ngon từ rất là từ đặc biệt nhé. Đầu tiên, bánh cần phải chia thành hai phần. Sau đó cắt hình ra như thế này này. Đấy, ok ổn. Sau đó phải làm như bà, nhưng mà cũng không được làm nhiều quá đâu. Đấy, bây giờ sau khi từng lớp đã phủ đầy kem, phải lật cái bánh này thôi. Tuyệt vời lắm. Và cái này đã xong rồi. Sau đó chúng ta sẽ sơn nó với màu sắc phù hợp. Mình chắc chắn rằng là cầu vồng này chưa bao giờ thử đâu. Bây giờ nhờ cái gạt này, mình sẽ làm mọi thứ bằng phẳng ra. Làm tốt lắm. Bây giờ thì có thể những cái chi tiết cầu vồng sẽ rất là vui vẻ và sẽ có cái mõm này. Và tất nhiên mà có thể làm thêm cả những cái đám mây này nữa. Ôi, sẵn sàng rồi đây. Ui, tại sao lại phải làm nhiều như vậy? Chỉ là chiếc bánh để ăn thôi. Chỉ cần bôi thật là nhiều kem là đủ. Mọi người đều yêu mến nó. Cái gì? Có vẻ như bà và Gina làm bánh ngon hơn của mình rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình sẽ sửa nó ngay bây giờ. Để làm điều đó, cần đun sô-cô-la màu hồng ra. Hy vọng mình có thể hoàn thành nó một cách nhanh chóng. Yeah, được rồi. Ôi, đẹp quá. Ngon thế. Đến lúc phải đổ sô-cô-la lên bánh rồi. Và phải làm điều này một cách rất là đặc biệt. Ừ, và đừng quên cả topping ở trên nhá. Ồ, nhìn này hay không? Cháu nghĩ ra hay lắm. Bây giờ sẽ rất là đẹp. Ta-da! Ồ, đẹp chưa? Ôi, bà cũng rất là thích đấy. Ôi, lần này mọi người đều cố gắng hết sức mình. Nhưng mà mình không biết bắt đầu từ đâu. Ôi, chắc là với bánh của Gina nó rất là dễ thương. Ngon quá. Nhưng mà cảm giác thiếu cái gì đó. Ôi, mong là bánh của bà cũng sẽ thích hơn. Rất là ngon, nhưng vẫn thiếu một cái gì đó. Giác, ít nhất có thể mọi người làm một cái bánh hoàn hảo. Nhìn trông nó khá là bình thường, nhưng mà vẻ ngoài thì có thể đánh lừa mà. Ồ, ôi, mùi thơm thế. Bánh này ngon quá. Ôi, ngon đến cái mức mà mình chưa bao giờ thử. Giác, xin chúc mừng lần này chiến thắng là của anh. Ôi, cuối cùng cũng đến giờ này phút này, vui quá. Chúng ta sẽ làm gì trong vòng đầu tiên đây? Mọi thứ rất là đơn giản, còn đang đói nên con muốn ăn một chiếc bánh sandwich ngọt. Dễ dàng. Sẽ được thực hiện. Ngay cả một đứa trẻ cũng có thể làm được. Nhân tiện, về trẻ em, ai cũng thích đồ ngọt. Vì vậy, Suzy đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời. Làm một chiếc bánh sandwich ngọt, ví dụ như là với Nutella. Còn bây giờ, thì mình chỉ cần cái máy là nướng này thôi. Ôi trời ạ, tôi làm bẩn hết cả rồi. Ôi, tôi sẽ không làm được gì đâu. Bà ơi, bà đang làm gì vậy? Ôi, phương pháp cổ xưa là gì? Có lò nướng bánh mì mà. Không sao, không ai nướng bánh mì như bà đâu. Bây giờ đã đến lúc cho bơ đậu phộng rồi. Và thêm một chút mứt của bà cũng không hại gì đâu. Ôi, thật là đáng yêu, mình đã làm được rồi.
Ôi, tại sao lại có mùi cháy vậy? Suzy, trời ạ, có robot của con. Ôi, đây là máy nướng bánh mì. Ôi, không có chuyện gì, mình biết làm gì rồi. Ôi, không. Trời ạ, hình như là nó không được ngon rồi. Ôi, các bạn đang làm gì vậy? Các bạn không biết làm nào để làm một bánh mì nướng thực sự sao? Để làm điều này, cần một ít phô mai và một ít cái này nữa. Tất nhiên là thuốc nhuộm màu sáng. Ta-da! Nhìn nó đẹp làm sao? Nhưng đó chưa phải là tất cả. Bây giờ bánh mì nướng cần phải được nướng. Nhưng mà làm nó trong chảo thật là nhàm chán và không thanh lịch chút nào. Nên là mình đi đây. Ôi ôi, nó đi đâu đấy? Ôi, phải làm một cách sáng tạo. Cần phải đến một nơi rất là... Ôi, và nướng nó ở trên củi. Sẵn sàng. Jess, bây giờ đến lúc phải chọn người chiến thắng. Nào, hãy bắt đầu với chiếc bánh sandwich đầu tiên. Ôi, nhìn nó trông đẹp hơn những thứ còn lại. Ồ, wow. Ôi, phô mai chảy ra tuyệt quá. Rất là ngon. Hãy xem tiếp theo là gì nhá. Ôi, còn đây là cái gì vậy? Trời ơi, thật là ghê tởm. Thôi được rồi, mình sẽ thử cắn một miếng vậy. Ôi, thật là ghê tởm. Ôi trời ạ, than thì có ý. Còn cái sandwich này, mùi rất là thơm ngon. Và nhìn nó ngon hơn rất nhiều với cả cái kia. Ôi, đúng rồi, nó ngon thật đấy. Ôi, để cái này thắng nhá. Ôi, bà cảm ơn Jess. Bà biết là bà yêu con mà. Bây giờ thì mình muốn ăn bánh pancake thật là ngon. Ôi, bánh pancake là sở trường của bà. Thậm chí đừng có mong đánh bại được bà. Không ai có thể làm bánh pancake tốt hơn bà đâu. Đến lúc phải nhào bột rồi. Bà nghĩ cháu không làm được bột sao? Quá là dễ dàng. Ôi, chỉ cần đổ hết tất cả vào đĩa thôi mà. Đấy, mình đã nói là dễ rồi mà. Ôi, trông rất là tuyệt vời. À, cần phải trộn lên sao? Nhưng mà tại sao phải căng thẳng vậy? Có một cái máy trộn mà. Ồ, làm việc đấy. Nào, thử nhá. Ôi không, trời ạ, tôi không nghĩ nó lại nhanh vậy. Ôi, bây giờ tôi phải kéo nó ra khỏi như thế nào? Ôi nào, trời ạ, cái máy rửa hơi này nữa. Số gì, con đã làm mọi thứ rất là bẩn. Còn bây giờ bà chỉ cần nướng bánh lên là xong. Hãy nhìn xem nó đẹp làm sao. Ôi, và mùi quá là tuyệt vời. Ôi, nhưng bánh pancake của bà đã xong rồi. Bây giờ chỉ cần thêm bơ lên trên. Bây giờ chỉ cần lắc nó lên. Và ôi xin lỗi, làm bẩn bà rồi. Hãy xe vào hỏi bánh kếp thực sự nên làm như thế nào. Đừng có quên về ngoại hình nữa nhé. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái rất là tuyệt vời. Bạn biết là ai không? Ta-da! Trong vài giây, mình đã làm được một bản sao hoàn chỉnh của Kishimishi. Nhưng mà chỉ ăn được thôi. Ôi, mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng một cái gì đó đã sẵn sàng. Ví dụ như bánh mì vậy. Như này, mình không cần cái vỏ đâu. Tôi nghĩ là rất là tuyệt vời đấy. Và ở trên, mình sẽ thêm kem đánh vào. Sẵn sàng rồi. Yes, đến lúc phải chọn rồi. Oh, đây là chiếc bánh kếp có hình đầu Kishimishi. Ôi, nhìn nó tuyệt thật đấy. Và nhân tiện là nó rất là ngon đấy. Còn đây là cái gì nữa? Giống như bánh mì trắng thông thường. Ồ, đúng vậy. Không, đây chắc chắn không phải là bánh pancake. Mình đã hỏi pancake mà. Còn cái này thì trông thật là tuyệt vời.
Ôi, mùi thơm quá. Ôi, đúng rồi. Trời ạ, đây là những gì mình muốn. Không có gì ngon hơn mà mình đã thử. Cái gì? Lại là bà thắng sao? Ôi trời ạ, mình đi đây. Ôi, đã thơm.